shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Thì ngày hôm nay xin chào anh em đã đến với sĩ kẹo shop.com nhé. Vẫn như thường lệ mà thôi, ngày hôm nay thì kẹo sẽ mua ác để tặng cho anh em chơi rồi. Rồi nha, không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thì bây giờ giới thiệu sơ qua cái shop ác của mình hiện tại đang bán nick Free Fire với lại nick Liên Quân nữa nha anh em. Ok, đơn giản là về cái phần thử vận may Free Fire 50k hiện nay đang rất là hot trên shop của mình nhé. Cái tỷ lệ trúng ác VIP nó khá là cao và anh em hãy nhanh chóng tham gia nhé. Rồi mọi người, bây giờ hướng dẫn cho anh em xem là mua ác này mọi người ơi. Hiện tại thì bên shop ác của mình đang có rất là nhiều những cái ác thử vận may 50k để cho anh em gọi là thử may nha. Đấy, anh em có kéo dài phải gọi là dài, vô cùng là dài luôn. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái mã số ưng ý, giống như kiểu là anh em chơi vé số vậy. Đây anh em ơi, mình sẽ kéo xuống phía dưới này các bạn ơi. Úi dồi ôi anh em ơi, anh em thấy chưa? Rồi đây, vào đây mình sẽ lấy cái mã số là 16311 nhé. Một cái mã số khá là đẹp đấy chứ anh em. Ok, các bạn nhấn vào xác nhận mua thôi. Mọi thứ nó rất là đơn giản nhá. Vào đây mua cho anh em cái app nữa này. Ok, 16283 nha anh em. Và các bạn chỉ cần nhấn vào mua ngay nhé. Nếu như mà anh em mua bằng ATM thì giá của nó chỉ có là 40.000 mà thôi. Và đây chính là app thứ 3 luôn nha mọi người ơi. Ok, quất luôn cái 16286 này mọi người. Ok, đã mua thành công nha. Ngoài ra thì trong shop của mình có bán được rất là nhiều những cái app Free Fire với giá cực kỳ là ưu đãi nha các bạn ơi. Ok này, anh em thoải mái vô cùng lựa chọn nhé. Hôm nay thì sẽ mua một cái app nó rẻ rẻ xíu tặng cho anh em nhỉ. Nào, lướt qua các bạn thấy ra toàn là app trên 1 triệu thôi ạ. Để coi nào, à đây, có một cái app đây rồi nha em ơi, app 350k nhé. Từ từ các bạn ơi, kéo lên và mua nó luôn nhỉ, anh em trông cũng được đấy chứ anh em. Với 350k mà anh em mua được cái ác này thì công nhận là cũng tương đối là rẻ đấy. Đây là những món đồ mà trong ác có này. Cũng được anh em ạ, ngon lành cành đào đấy chứ. Ui, kho đồ các kiểu thì vô cùng dài. Ok, mua luôn tặng cho anh em và không cần phải suy nghĩ nhiều nhé. Như vậy đã xong rồi. Anh em ơi, và như vậy thì mình đang ở trong cái mục đó là lịch sử mua ác nha các bạn ơi. Thì đây là có 3 cái ác này, Free Fire 3 cái ác thử may 50k và mình có mua thêm một cái ác 350k để tặng cho mọi người đấy nhá. Đấy thì các bạn chỉ cần nhấn vào check thông tin nó sẽ hiện tài khoản cũng như là mật khẩu để cho anh em có thể đăng nhập được luôn nha mọi người ơi. Đấy là về cái thông tin này. Được chưa mọi người? Bây giờ thì mình sẽ xem nào anh em ơi. Để check tất cả những cái ác còn lại này. Đấy, có cả tài khoản mật khẩu, tất cả những cái ác ở đây thì kẹo tặng cho anh em cả luôn nhé. Cơ bản là tặng fan để cho fan có được những cái ác ngon chơi mà mọi người. Đấy, nếu như mà các bạn nào mà đăng nhập được vào thì hãy comment ngay bên dưới video. Đó, cảm ơn kẹo nha, thank you mọi người. Đó, và bây giờ thì mình sẽ xem nào anh em ơi. Chọn luôn cái ác này đi các bạn ơi. Các bạn là mình lựa đại một cái ác thử may 50k xem là cái cơ hội trúng ác VIP nó sẽ là bao nhiêu nha. Đó, như vậy là bên trên là tài khoản, bên dưới là mật khẩu thôi. Và đây các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ đăng nhập vào luôn nhỉ, chứ sao phải ngại hả anh em ơi. Bên trên thì mình sẽ nhập cái đó là tài khoản này mọi người ơi. Nhập cho nó nhanh nhanh xíu rồi là chúng ta sẽ còn xuống phía dưới và nhập mật khẩu nữa nha các bạn ơi. Đây, đăng nhập trực tiếp luôn cho anh em xem. Đấy, xem là với 50k thử may thì mình có trúng được cái ác gì đây. Way đang vào đến game rồi các bạn ơi, nào để coi nào. 1 2, 3, wow, đậu xanh ngon vãi trưởng. Chúng luôn cái ác được 3.000 kim cương này các bạn ơi. Thế này thì ngon là cái nào rồi, anh em tha hồ quay số trúng thưởng các kiểu nhá. Quá là ngon luôn các bạn ơi, mỗi tội là cái ác này thì chưa có trang bị được cái hành động nào. Đậu xanh. ID của ác đó là 86901 này, 4162 nha mọi người ơi. Và hiện tại đang ở rank bạch kim 2, quân đoàn đó là team bão tố nha mọi người. Rồi, các bạn là đầu tiên chúng ta sẽ vào xem cái phần nhân vật. Ác này thì chỉ có được một vài nhân vật cơ bản này, Maxim, Nikita, Kelly, y tá với lại thêm Andrew nữa anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ vào trong tủ đồ nhá. Tủ đồ có được vài cái nón mà thôi. Phần bên dưới thì cũng vậy, có một vài cái áo lởm lởm. Dài thì cũng như vậy luôn. Với 50k thì anh em không thể đòi hỏi quá nhiều được, nhưng mà công nhận là chúng được cái ác này cũng khủng này.
Đù, có luôn được cái bộ này của nữ cả. Nó lại ngon quá nhỉ anh em. Có giày với một vài bộ nhá, cho anh em thay đổi nhá. Cũng được. Ui, đã mua báo và unlock full kỹ năng rồi nha mọi người ơi. Đây các bạn có thể thấy này. Arc này thì đã mở khóa tất cả những cái hành động của báo bóng đêm rồi nha mọi người ơi. Anh em lại bảo với tôi là không ngon đi, nó lại ngon quá mà anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem nào anh em ơi. Đây, về phần sưu tập thì các bạn có thể thấy được này. Mình đang show cho anh em xem là app có những gì nhé. Ui, đậu xanh 50k mà anh em có được luôn M4A1 thảm họa thì phải gọi là tuyệt vời rồi. Ngon lành vãi trưởng luôn anh em ạ, tôi thề với anh em luôn. Cái khẩu súng M4A1 này anh em quay ở trong cái vòng quay kim cương nó vô cùng là gọi là hao tiền tốn của. Nhưng mà đây 50k anh em trúng luôn được cái skin súng này. Bây giờ thì mình sẽ ghé qua những cái vòng quay may mắn một xíu nhỉ. Đây, nghe nói là vòng quay chế tác là mới có Scar siêu phẩm. Scar nó là một khẩu súng mà kẹo vô cùng là ưa thích và công nhận là wow đậu xanh. Ở trong này là vòng quay chế tác nên là toàn cái skin súng khủng thôi các bạn ơi. Nhìn mà đã thấy mê liền rồi à. Thế này thì phải khô máu thôi các bạn ơi, không sao. 50k anh em mua được cả ác trúng 3.000 kim cương thì bây giờ khô máu thôi chứ ngại gì. Giới thiệu sơ qua với anh em này, Scar quái thú thì nó là cái skin súng đắt nhất ở trong này rồi, thì không nói làm gì rồi. Vì là nó quá là đẹp rồi các bạn ơi. Ngoài ra thì có những cái Scar nó rơm rơm hơn. Những cái skin Scar ở ngay bên dưới thì nó trông có vẻ như là không ngon được bằng cái trên cùng anh em ạ. Đơn giản là tiền ít làm sao mà hit được. À mà thôi anh em ơi, cấm đi bậy nhá. Và đây mọi người ơi, chúng ta sẽ bắt đầu là quay ngay bây giờ nào. Ok, có 3.000 kim cương, xem là có biết là có đổi được cái skin Scar siêu phẩm nào không nhỉ mọi người. Tôi có nghe được một câu là tích cực quay tay vận may sẽ đến và trời ơi, với cái nhát quay đầu tiên thì anh em trúng luôn được đá chế tác các kiểu này. Ok, các bạn là mình sẽ quay những cái vé 5 lần cho nó nhanh đấy anh em. Mình phát hiện ra được một điều, đó là đậu xanh nó toàn là có trúng đá chế tác thôi mọi người ạ. Đây sẽ là Scar công nghệ vàng 24 giờ và đậu xanh. Úi dồi ôi, thêm đá chế tác nữa hả? Ê các bạn ơi, cái mình cần là cái bản thiết kế nữa cơ. Mỗi đá chế tác không thì thật sự là bị khoai đấy. Ui, đậu xanh làm quả 5 đá chế tác rồi nha em ơi. Úi dồi ôi, chán nản quá cơ nha em ơi. Cái kiểu này sao chơi, làm quả quay chúng toàn đá chế tác này thì chết dở. Bản chế tác, à đâu, bản thiết kế thì mình còn chưa có cái bản thiết kế nào. Thôi xong pha này có khi là khô máu vô ích rồi nha em ơi, thôi kệ. Bây giờ chắc là mình sẽ quay những cái vé một lần cho đỡ xót tiền nhé mọi người. Không làm quả toàn quay vé 5 lần xót tiền quá các bạn ơi. Này đây, quay từng vé một thôi thì chắc là cơ hội trúng cái bản thiết kế nó sẽ cao hơn. Lại thôi mọi người. Riêng tôi là tôi cảm giác là hơi bị hồi hộp với lại lo lắng này. Còn mỗi 195 kim cương thì à, thôi xong. Chẳng nhẽ lại không đổi được cái skin súng nào thì game nó lại hút máu quá nhỉ anh em. Đậu xanh, quay cẩn thận cái nào. Úi dồi ôi, nào đậu xanh trúng rồi bản thiết kế game thủ này. Ngon quá anh em ơi. Nhưng mà bây giờ thì gạo mới chỉ có là một cái bản thiết kế mà thôi. Kiểu này thì 5 viên đá chế tác kia có vẻ như là hơi bị vô dụng một tí anh em ạ. Tức là cái khẩu mà mình có thể đổi được thì nó chỉ là mấy cái khẩu phía trên mà thôi. Đậu xanh, mình không can tâm lắm anh em ơi. Tiếp tục quay thôi nào. Xem là có trúng thêm cái gì nhỉ anh em, cái bản thiết kế. À đủ, lại trúng rồi, thế lại ngon quá nhỉ. Ok, ngon là cành đào. Vẫn đang còn kim cương nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục quay thôi nhé mọi người ơi. Bản thiết kế đi nào. Bản thiết kế đi nào. Không có trúng được các bạn ơi, chán quá ta. Đây, vào trong xem là hình như là mình nhớ là có đổi được cái skin thứ hai thì phải. Mất 4 đá chế tác với lại một bản thiết kế này. Ngoài ra thì mình có thể là đổi được hai cái skin phía dưới. Nhưng mà đây này anh em, mình đổi được hai skin cơ. Đó. Úi dồi ôi, nhưng mà thôi, riêng kẹo là kẹo thấy ưng cái Scar đẳng cấp Titan này rồi nha em ơi. Mình sẽ đổi cái Scar đẳng cấp Titan nhé. Đổi luôn và ngay chứ ngại gì, trông nó đẹp vãi trưởng này anh em này. Đây tôi show cho anh em xem luôn này, nó ngầu vãi trưởng như này mà không đổi thì hơi bị phí nhá. Mình đang phân vân giữa đổi cái bên trên với lại đổi được hai cái skin súng thì thôi đổi lấy cái skin súng ngon hơn chơi cho nó chất chơi người rơi này. Đấy anh em thấy chưa, ngon lành cái nào chưa vào đổi luôn chứ ngại gì. Ok, đã trang bị nhé. Hôm nay là 50k mua được kẻ ác 3.000 kim cương khá là ngon.
Có lẽ là ngày hôm nay thì Kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.